rửa mặt ở siêu thị rẻ có đáng mua không phần hai đây mọi người ơi. Hôm nọ mình đã review nhanh 5 loại sữa rửa mặt Hada Labo E100 nghệ Neutrogena Do và Simple rồi. Hôm nay mình sẽ review nốt những em còn lại nhé. Thứ nhất là sữa rửa mặt Easy Hatomuji. Cái này thì có hai dòng màu trắng và màu xanh, có độ pH là 5.5 nên rửa xong không gây khô da, tạo bọt nhiều, nhưng em này có cồn, hương liệu và paraben. Thế nên là các bạn da nhạy cảm cũng như là da mụn nên chú ý. Thứ hai là sữa rửa mặt Hazelin. Sữa rửa mặt này thì có rất là nhiều dòng và cái mình đang dùng thử là dòng nghệ kiwi. Độ pH cao nên rửa xong da mình nó khô ấy, mà nó kiểu sạch bong kín kín, nó khiến da mình nhạy cảm hơn, nên trước khi mua sử dụng thì các bạn nên cân nhắc kỹ nhá. Thứ ba là sữa rửa mặt E100 con bò. Sữa rửa mặt này rất rẻ luôn nha, nhưng mà có cái mùi hương liệu kiểu kẹo ngọt ấy, và mình không thích cái mùi này tí nào, tạo bọt không được tốt, và trong đây cũng có các hàm li ti nên không phù hợp cho da dầu mụn đâu nha. Thứ tư là Centafil. Loại này quá là quen mặt rồi, được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Mỗi độ khi mà rửa cái em này lên da mặt ấy thì mình thấy nó không được sạch lắm và nó gần như là không tạo bọt, thế nên mình chỉ hay dùng vào buổi sáng thôi. Thứ năm là Perfect Whip. Sữa rửa mặt này có rất nhiều dòng, ngày trước mình hay dùng cái dòng màu xanh dương ấy, xong cái đợt mà mình bị mụn mình dùng thì thấy da nó tệ hơn, và cái dòng mới ra này thì có dạng gel, tạo bọt không được nhiều, nhưng cái mùi cồn và mùi hương liệu nó vẫn rất là nồng nha.